Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Siro của mình, Siro của Tài Chính My. Rất vui vì được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại One B Fighting Bad đẹp ơi. Rồi, thì nối tiếp cái series của thằng Anew SSS nha anh em. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái clip khác liên quan tới thằng này. Mà nội dung này thì mình cũng ít khi làm, đó là clip đi leo tháp, cày huy hiệu. Với lại mình thấy hình như là mình chưa có một cái clip nào mình nói chi tiết, nói cho anh em nghe, anh em hiểu về cái huy hiệu cả. Cho nên hôm nay nhân tiện mình dùng cái thằng A này đi thì mình sẽ nói sơ qua về cái huy hiệu cho anh em hiểu nha. Tại vì mình thấy có rất là nhiều bạn hỏi mình cái hệ thống này nó hoạt động như thế nào. Thành ra hôm nay mình sẽ nói về cái nguyên lý của nó cũng như là các cái cách thức hoạt động của nó luôn nha. Rồi, ok. Như thường lệ thì chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Bạn nào còn gặp phải vấn đề đăng nhập, đăng ký hay là chứng minh nhân dân Trung Quốc để xác minh, nói chung là gặp vấn đề gì về game thì anh em sẽ liên hệ Facebook mình để mình trợ giúp nha. Nói chung là link Facebook mình để dưới phần mô tả sẵn rồi. Anh em chỉ việc kích vào link đó rồi anh em chat với mình thôi là ok nha. Rồi xong. Xong một vấn đề. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nội dung về leo tháp. Thì bây giờ mình sẽ nhấp cho anh em xem. Thì nói chung là anh em muốn leo tháp cày huy hiệu thì anh em sẽ nhấp cho cái biểu tượng này. Đây. Đó, nói chung là ở mỗi vị trí con tướng thì sẽ đều có 4 ô, thì đây này là ô thứ tư, ô ngoài cùng bên tay phải thì đó là ô huy hiệu nha anh em. Hoặc là anh em có thể vô bằng cách là vào ở biểu tượng icon hình la bàn. Cái này là chỗ như kiểu là những cái hoạt động ấy thì anh em nhấp vô đây. Sau đó anh em sẽ chuyển sang cái mục thứ hai ở chỗ này. Đó. Anh em chuyển sang mục này. Thì ở đây thì nó sẽ có rất là nhiều. À không phải, vậy là mình nhầm, không phải chỗ này anh em ơi. À đây đây đây, chỗ đầu tiên luôn anh em ơi. Sorry anh em nha, mình nhầm. Nói chung là nhấp vô cái biểu tượng la bàn xong là nó nằm ngay đầu tiên luôn. Có điều anh em sẽ kéo qua bên này. Nó nằm ở ngoài cùng bên tay phải. Đó. Thì đây là biểu tượng huy hiệu. Thì cái nguyên lý huy hiệu của nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ giải thích luôn nha. Ví dụ như bây giờ mình muốn cày huy hiệu của thằng Ainil đi. Mình chưa cày một cái gì luôn cho nên giờ rất là dễ hướng dẫn cho anh em. Mình sẽ nhấp vô cái biểu tượng huy hiệu nè. Đó. Thì nó sẽ ra một cái biểu tượng như thế này. Thì ở đây là mình có sẵn bốn cái huy hiệu, mình cũng chả biết là tại sao mình có, chắc là do mình cày cái điểm cho đồ ăn. Thì như em thấy là chúng ta ở một quân tướng thì nó sẽ có bốn cái ô tương ứng với huy hiệu, là huy hiệu số 1, huy hiệu số 2, huy hiệu số 3 và huy hiệu số 4. Đó. Thì cách để mở cái huy hiệu này ra, nói chung là muốn mang thì anh em còn phải đạt đủ điều kiện nữa nha, chứ không phải là muốn mang là mang được liền. Thì anh em cần phải nâng cái vòng skill chỗ này lên vòng số 4 nha. Đây. Chính là cái chỗ này nha anh em, thứ ba kế bên huy hiệu thì anh em sẽ nhấp vào. Ở đây là cái chỗ gọi là vòng skill, mình gọi là vòng skill. Thì anh em cần nâng cái vòng skill này hình như là lên level 4. Ngay chỗ này mình sẽ kéo lên cho anh em xem nha. Hiện tại là mình đã nâng lên vòng 10, vòng 11 rồi. Thì anh em cần nâng lên được tới level 4. Đây, vòng số 4 là cái vòng này. Nói chung là anh em nâng xong vòng số 4 là nó sẽ mở cái huy hiệu cho anh em. Đấy, thì anh em cần phải nâng vòng số 4 nha. Những anh em nào mà vào huy hiệu mà thấy là chưa chưa mở được bốn cái ô đó thì anh em nhớ là nó bị dính cái huy hiệu, dính cái vòng skill này. Anh em bay vào đây để anh em nâng nha. Còn nếu mà chưa đủ điều kiện để nâng tới vòng số 4 thì sẽ chưa có huy hiệu. Anh em cố gắng cày thêm level, cày thêm nhiệm vụ để nó mở nha. Ok. Rồi, sau khi mà đã đạt được cái vòng 4 skill thì anh em sẽ bay vào huy hiệu. Thì hiện tại nó vẫn đang khóa, mặc dù là anh em đã mở vòng 4 skill rồi nhưng mà nó vẫn sẽ khóa, có cái ổ khóa như thế này. Thì bước anh em cần làm đó là ở mỗi con tướng nó sẽ có một cái kính lúp. Đó, nó sẽ có một cái kính lúp nhỏ như thế này. Anh em nhấp ngay vô cái kính lúp là nó sẽ mở ra nha. Nhấp vào cái kính lúp đó là nó sẽ mở bốn huy hiệu này ra. Sau đó chúng ta sẽ đi cày huy hiệu để lắp vào. Thì cách cày thì ở đây sẽ có hai cái chữ màu xanh. Một chữ bên chỗ này là chỗ đi cày, còn chỗ bên chữ xanh bên này là chỗ để tách huy hiệu. Tách huy hiệu nha anh em. Mình sẽ lấy ví dụ qua con Mihawk của mình đi cho anh em dễ hiểu. Thì con Mihawk của mình đã cày gọi là full huy hiệu rồi, mặc dù huy hiệu nó cùi nhưng mà cũng đã full rồi. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ cho anh em xem. Chúng ta sẽ nhấp vào cái biểu tượng này đi. Rồi, cái chỗ này là để chỗ để rã huy hiệu. Thì có nghĩa là chúng ta đã có huy hiệu rồi mà những cái huy hiệu mà rơi ra dư còn sót lại tôi có thể rã ra được nha. Thì sau khi chúng ta nhấp vào nút đó thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Thì ở đây là bốn huy hiệu mình đang mang thì chắc chắn là nó sẽ không cho rã, nó sẽ cho rã những cái huy hiệu mà còn sót lại bên ngoài thôi. Thì con này nó không có hiệu kia nên mình khó giải thích, để mình chuyển sang con Kuyan đi. Ôi con Kuyan này, con Kuyan này mình chưa cày à, sao mình nhìn cùi bắp thế này. Thì mình kiếm con nào có hiệu xanh lam rồi cho anh em dễ hiểu. Cái này là có tím, có cam. Bố già thì sao? Ồ bố già cũng vậy à. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem ở cái chỗ này đây cho anh em dễ hiểu nha. Thì cái leo tháp bây giờ mình nhấp vào chỗ này để mình đi leo tháp cho anh em xem. Đó. Thì nó sẽ hiện ra hai cái. Thì bây giờ chúng ta nhấp vào cái đầu tiên nha. Đây là những cái level mà chúng ta cần đi.
Thì như anh em thấy ở đây, sao lại có Marco ở đây ta? À, nó có ba cái, nó có ba cái có thể nâng được à? Ok, vậy thì mình mang đại cho Marco này để mình nâng cái nha. Hoặc là mình thoát ra cũng được. Đây, đợi 3 giây đi anh em ơi. Tại vì mình có 3 lượt mà, như mình cần nâng hay sao á. Ok, vậy thì mình nâng đại đi ha. Hoặc tắt luôn cũng được. Cái này là nó có lượt nâng mà bắt mình nâng á, mình không nâng thì mình quay lại thôi. Rồi đây, đây là cái chỗ để leo tháp. Thì nói chung là huy hiệu nó sẽ có 3 loại huy hiệu. Thứ nhất là huy hiệu lam. Đây, ở đây có cái biểu tượng cho anh em dễ nhìn nè. Huy hiệu lam là cái huy hiệu cùi nhất. Huy hiệu tím, sau đó là huy hiệu tím. Nói chung là huy hiệu tím này sẽ cao cấp hơn huy hiệu lam. Và huy hiệu cuối cùng là huy hiệu cam. Nói chung là theo giai cấp thì cái lam nó sẽ cùi cái tím và cái tím sẽ cùi cái cam. Cái này thì một cái vấn đề rất là đơn giản đúng không? Rồi. Và tùy theo level của tháp mà chúng ta sẽ đạt được những cái huy hiệu khác nhau. Như anh thấy là đây là tầng 100 rồi nha. Bây giờ mình sẽ kéo lại những cái tầng đầu tiên để cho anh em biết được là anh em đi tới tầng nào là anh em sẽ được huy hiệu nào. Ok, nó hơi lâu đấy, tại vì tới 100 lận. Anh em đợi xíu để mình kéo lại nha. Hình như là tầm 2 mấy. Rồi đây. Anh em đi từ tầng 1 cho đến tầng 25 thì nó cũng chỉ rơi ra là huy hiệu lam thôi. Đấy. Rồi, bắt đầu từ tầng 26 là anh em sẽ có xác suất rơi được huy hiệu tím nếu mà phẩm chất tốt với lại thời gian các kiểu nữa. Rồi. Nói chung là có huy hiệu tím nha. Đó, cho nên nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình đánh hoài mà nó không ra được cái huy hiệu tím nào. Thì lý do đó là như vậy. Anh em chưa đi tới tầng 26. Với lại thậm chí là anh em đi tầng 26 mà nó vẫn có khả năng rơi chỉ là huy hiệu lam chứ chưa có huy hiệu tím nha. Đấy, vẫn có khả năng như vậy. Tại vì tùy vào trận đánh các kiểu nữa, cho nên là cứ đánh thôi. Nhưng mà ít ra là ở bắt đầu từ tầng 26 là nó sẽ có khả năng ra được cái huy hiệu tím. Đó. Rồi sau đó anh em đi tiếp đến tầng 30, 60 mấy, năm mấy hay sao á. Đây, bắt đầu từ tầng thứ 61, chào, rất là dài luôn. Tới tầng 61 là nó mới bắt đầu rơi cho anh em có huy hiệu cam. Đó, anh em thấy level nó cao chưa? Cho nên bây giờ là anh em đã biết được là level nào là rơi ra rồi đúng không? Đó, rồi, ok. Quay lại với cái vấn đề huy hiệu hồi nãy thì như mình nói, khi mà chúng ta đã có huy hiệu cam rồi thì chúng ta những cái huy hiệu tím và lam nó sẽ trở thành dư thừa. Nó sẽ trở thành dư thừa nha anh em. Cho nên là bây giờ mình sẽ nhấp cái nút bên chỗ này như nãy mình nói là chỗ để rã. Thì chúng ta nhấp vào đây. Sau đó nó sẽ hiện ra một cái ô bên tay phải. Thì ở đây có 3 dấu tích tương đương với những cái dấu tích mà những cái huy hiệu mà chúng ta cần phân tách. Thì nếu mà anh em kích vô đây thì nó sẽ auto, nó rã nhanh luôn cho anh em. Còn những anh em nào kiểu muốn rã từng cái thì anh em chọn từng cái. Thì theo thứ tự bên từ bên phải sang, cái này sẽ là phẩm chất lam, cái này phẩm chất tím và cái này sẽ là phẩm chất cam. Đó, thì bây giờ ví dụ như mình nhấp cái ô đầu tiên bên đây đi. Ô này là ô lam, nhấp vô thì nó sẽ không được tại vì mình không có cái lam nào để phân tách hết. Tiếp theo là ô giữa sẽ là tím, thì tại mình đang có 4 cái tím cho nên là mình sẽ phân tách được, nhấp vô. Đó. Và cuối cùng là ô ở cam thì mình cũng không có cái ô nào cam để phân tách hết. Cho nên là không có. Rồi, và trị giá của nó thì như anh em thấy là cứ một cái hiệu tím thì anh em sẽ được thêm 10 điểm đồng xu. Tạm thời mình sẽ gọi đây là điểm đồng xu huy hiệu, điểm huy hiệu đi. Đó. Thì cứ một cái tím là được 10. Thì ra 4 cái như em thấy là được 40. Đó. Còn huy hiệu lam thì anh em rã ra thì chỉ được vàng thôi nha anh em, chứ không có được điểm đồng xu này. Rồi. Còn riêng cái cam hình như là một cái là được 50 hay sao á, mình nhớ không nhầm là như vậy. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ thử quét một phát cho anh em xem nè. Để mình quét một cái để kiếm cái kia, nếu mà hên xui ra được cái cam thì mình hướng dẫn cho anh em dễ hơn. Đây, ví dụ như bây giờ mình quét một cái 100 này đi. Đây thì chúng ta muốn quét thì nó sẽ tốn là một lần là 60 trái vãi nồi vậy. Thôi dẹp. Thế thì dẹp đi. Đấy. Thì nguyên lý của cái leo tháp nó đơn giản là như vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu leo từ những cái tầng đầu tiên, sau đó lên những cái tầng cao, rồi sau đó anh em sẽ đạt ra được phẩm chất cao. Ngoài ra muốn mà chi tiết hơn nữa thì ở mỗi huy hiệu nó sẽ có một những cái hệ số khác nhau nữa. Đây, như em thấy là mình nhấp vô cái huy hiệu số 1 này. Nó có rất là nhiều hệ số và tím, cam, vàng tùm lum hết. Đấy. Thì với cái này lát nữa mình sẽ nói chi tiết luôn. Còn bây giờ thì chắc chúng ta sẽ ra leo tháp nha. Còn cái nào chưa nói không ta? À, nói sơ một xíu về cái gọi là cái phẩm chất của huy hiệu nữa. Tức là khi ở một con tướng thì nó sẽ có level huy hiệu và có những cái đặc tính riêng. Những cái đặc tính đặc biệt. Còn những cái đặc tính cơ bản thì nó rất là dài dòng. Ví dụ như tăng phần trăm máu hay là tăng giáp đỏ gì đó. Thì mấy cái đó mình không có rành chi tiết cho nên mình không có nói được. Mình chỉ nói về những cái đặc tính đặc biệt. Ví dụ như bố già khi anh em nâng full 4 cái huy hiệu level 20
không quan trọng lam, tím hay cam, chỉ cần 4 cái lên level 20. Anh em đánh thường 3 cái, sau đó dẫn nhấn giữ đánh thường là sẽ có chiêu xoay đao vĩnh viễn, vĩnh cửu. Cái này thì anh em chắc biết rồi. Còn ví dụ như Bo Hancock thì có chiêu bắn tim, bắn trái tim hoài luôn, bắn hoài không hết. Còn ví dụ như gần đây nhất thì có thằng Ainu. Thằng Ainu khi anh em nâng lên 4 cái 20, anh em sẽ xài chiêu 1 lướt đi vĩnh viễn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ áp dụng cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ đi cày huy hiệu của thằng Ainu nha. Và mình sẽ cố gắng cày lên full level 20. Sau đó thì mình sẽ cho anh em xem cái giá trị của cái giá trị của cái full huy hiệu 20 nha. Bây giờ thì mình có sẵn level luôn nè, cho nên là mình sẽ lắp vô luôn nha. Quá ngon, tăng được 100 lực chiến. Cái này tăng thêm 90 mấy nữa. Cái này được thêm 160 mấy. Cái này được thêm ủa cái 4 đâu? Oh my god. Ấy, ủa cái gì? Sao level nó ảo vậy? Số 2 đâu? Số 3 đâu? Rồi ok, mình đã mang đủ 4 huy hiệu nha anh em. Thì nói chung là mỗi huy hiệu thì có những cái hệ số riêng nữa. Ví dụ như cái này thì có tổng cộng là 5 hệ số. 5 hệ số là cũng ngon rồi đó. Cái này có 3 thôi. Cái này có 5 thôi. Mà cái này có 4 đó. Chứ không phải là huy hiệu nào cũng mang vào được nha anh em. Thì lát nữa mình sẽ nói chi tiết về cái vụ đó sau. Còn bây giờ thì mình chiến những cái level đầu tiên cho anh em xem đã. Đây, thằng này mình chưa đi lần nào để mình để dành mình làm clip cho anh em đây. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ vào luôn. Ở những cái level đầu tiên thì chúng ta đi một mình cũng được. Còn những cái level sau nó khó quá thì anh em đi ghép cặp. Cách đi thì ở phía bên này có 3 cái. Thì cái đầu tiên là cái quét như mình nói. Một lần quét thì nếu mà anh em có vé quét thì sẽ không tốn chát quỷ. Còn nếu mà anh em không có vé quét thì sẽ tốn 60 trái một lượt. Còn ở giữa là anh em ghép cặp với người ta. Còn bên ngoài cùng bên này là chúng ta đi một mình. Thì bây giờ mình sẽ đi một mình nha. Rồi mình sẽ chọn thêm đồ hỗ trợ là Luffy Gen 2. Nói chung là con này thì có khả năng gây choáng được boss, cho nên là cũng khá là ngon. Cho nên mình mang theo nha. Còn Ainu này thì mình cũng mới lấy chứ chưa rành skill lắm, cho nên có gì đánh cùi bắp thì anh em thông cảm nha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu cày huy hiệu thôi. Mình sẽ cày lên full level 20 và mình xài cái chiêu 1 vĩnh viễn cho anh em xem, cho đã mắt nha. Quay. Nói chung là mấy con này thì nó còn cùi level 1 thì nói chung vài chiêu là chết rồi em ơi. Ui chà. Vậy là chiêu này là chiêu cơ bản thôi ta. Đấy, Ainu thì quá là phê rồi đúng không? Không có còn lời nào để diễn tả về Ainu rồi anh em ơi, nó quá đã đi. Ui chà. Ui chà, xoay cái turbo hot luôn. Quá đã. Nói chung là khá là phê, nhưng mà tại vì mình chưa rành skill nên mình spam skill chán quá. Ui chà. Ồ, chưa chết luôn hả? Ghê vậy. Chưa chết luôn hả bạn? Đấy, một hit chết luôn. Thì những cái này thì nó đây, nhưng mà thấy là nó sẽ rơi ra 4 huy hiệu luôn nè. Còn nếu mà ui 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 ngầu. Quá ngầu. Cái này là nhìn thấy là mình được SS luôn nè. Còn nếu anh em S thì chỉ được rơi 3 huy hiệu, còn nếu mà được A thì nó sẽ rơi ra 2 huy hiệu. Đó. Cái này thì chỉ ra rơi được 4 cái lam, cho nên mình cũng không quan tâm lắm, tại vì mình đã có 4 cái tím sẵn rồi, cho nên là chủ yếu là mình đi một lượt. Anh em đi một lượt là anh em sẽ có 3 lần đâng nha. Có 3 lần đâng cấp huy hiệu tùy vào level anh em đi. Thì mình sẽ ví dụ cho anh em xem, mình vừa đi xong cái tầng lên cái tháp level 1, cho nên mình sẽ có 3 lượt nâng cho những cái huy hiệu của mình. Đây, nồi một phát chạy level 6 luôn. Thì bây giờ mình sẽ nâng nha. Ui à, bây giờ mình sẽ nâng cái 1 đi. Đây, chúng ta nhấp vào huy hiệu và nhấn nút vàng nha. Đấy, thì giờ anh em thấy là chúng ta sẽ có những cái lượt nâng. Ở đây thì anh em thấy phần trăm, anh em nhớ để ý phần trăm thành công nha. Tại vì nhiều khi nó rớt xuống 70-50 thì thất bại rất là uổng ấy. Thì chúng ta sẽ thấy 100% nè. Thì bây giờ mình nhấp vô. Còn ở đây là cái số level mà anh em sẽ tăng được. Thì cái này chỉ là số 1, cho nên là chúng ta chỉ lên được level 2 thôi. Đó, tương tự như vậy. Bây giờ anh em thấy là phần trăm nó rớt xuống còn 7%, và cái tỷ lệ lên nó cũng không cao. Thành ra là mình sẽ tắt đi và mình sẽ nâng cho những cái huy hiệu khác. Mình sẽ nâng cho cái số 2 nha. Đấy, tương tự thì anh em cứ nâng từ từ như vậy. Tại vì tầng sau chúng ta đi tới level 6 rồi, thì anh em nâng sẽ rất là khỏe. Tại vì tầng hồi nãy mình mới đi level 1. Còn bây giờ chúng ta lên đi tầng 6 thì khả năng là chúng ta nâng được level 6, trên level 6 luôn ấy. Rồi thì bây giờ mình đi level 6 luôn nè. Đó, anh em cứ đi một lượt thì tùy vào cái lượng sát thương, rồi tùy thời gian, tùy vào cái game nó auto chỉnh cho chúng ta, thì cái level tháp tăng nó sẽ tăng rất là cao. Còn em đi cùi cùi thì nó chỉ lên được level 3, level 4 thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi tiếp level 6 nha. Đấy, cứ thế mà đi thôi. Những cái lượt này thì anh em thể mua bằng chát quỷ nữa sao? À, mua bằng thể lực chứ. Cái này là mua bằng thể lực nha anh em, rất là ngon. Tuy nhiên thì cũng khá khá tốn khá khá.
cái tính năng này thì mình khá là lười đi, thành ra đó là lý do tại sao mình yếu. Ok lại nào, quá ngon cho một cục tành. Ui có mấy thằng nó chen vô giữa, nó không dính lửa của mình ha. Mày hả con, mày hả con, đấy cứ đi như vậy thôi. Tụi mày định làm gì tao? Mấy đứa này thì đánh thường cũng được anh em ơi, chứ không cần làm gì nhiều. Đây xài chiêu xây da coi. Ui cha, đâu ra tụi này đông vậy? Bóc phê luôn em ơi, đánh thằng ai này là chỉ thấy lửa và lửa thôi. Chỉ thấy lửa và lửa chứ chả thấy gì. Oh my god, mày hả con, mày hả con, một đá. Tụi này nó còn yếu, với lại level tháp nó còn nhỏ, chứ anh em đi mấy cái tháp sau kìa mới là ghê. Mấy sau nó mạnh lắm. Ấy mình chỉ được SS thôi hả ta? À SS là cao nhất rồi, mình quên là không có dụ SSS. Mấy cái tầng sau thì anh em phải đi chung với người khác. Có thể là anh em rủ bạn bè vô được nha, cái này là anh em mời bạn bè vô đi chung với nhau được. Hoặc là anh em ghép cặp ngẫu nhiên thì sẽ có mấy cái người họ tạo phòng sẵn, sau đó chúng ta vào chúng ta đi thôi, tùy vào chủ phòng. Ví dụ như họ thấy anh em lực yếu quá, hoặc là họ thấy ghét anh em, thấy cái mặt anh em thấy ghét quá thì họ kích anh em ra thôi. Ấy, sau khi mình đi level 6 thì bây giờ mình sẽ nâng được cái số 1 này, như anh em thấy là bây giờ mình nâng được hơi bị nhiều luôn nè. Đây. Đây là thành số 3 chứ không phải số 1 rồi, anh em thấy không? Là để nó lên được level 5. Đấy, sau đó thì chúng ta vẫn còn nâng được một cái nữa nè, nhưng mà thôi mình sẽ để dành để nâng cái khác. Lý do là tại vì bây giờ có nâng nữa thì nó cũng chỉ lên được một level, nó rất là tốn kém, phí phạm lực nâng. Cho nên mình nâng cái hiệu số 4. Đấy, cái này lên được 3 level. Giờ nâng cái nữa được 22 level nó cũng được nè. Đó, tỷ lệ là 100% cho nên không sợ rớt nha. Tăng lực chiến rất là nhiều luôn. Đấy, và khi mà anh em nâng được 4 cái này cứ theo thứ bậc là 4 cái 10, 4 cái 20, 4 cái 30, 4 cái 40 cho đến 4 cái 100 thì lực chiến nó sẽ tăng rất là nhiều nha. Cứ 4 lần 10 level là nó tăng rất là nhiều đây. Nó có cái xác suất ở đây nè anh em, đây. Đấy, level 10 này, 20, 30, 40 gì đó, nói chung là nó nằm ở đây. Thì nó tăng lực chiến nhiều lắm nha. Nhưng mà nó có giới hạn, là ví dụ như cái lam thì hình như là anh em chỉ nâng được lên mấy chục á, còn cái tím là như là 80 là map, nó không cho nâng lên 90 100, chỉ có hiệu cam mới nâng được lên 90% nha anh em. Rồi hiện tại là level 5226 rồi đúng không, giờ mình sẽ đi tiếp nha. Giờ là tầng 11 rồi nè, nói chung là mình cố gắng cày để full 20, rồi sau đó mình sẽ cho anh em thấy được cái chiêu lướt vĩnh viễn của thằng Ainil của mình. Nói chung là mỗi con tướng đều có một cái nguy hiệu đặc biệt, mà nói chung là không phải con nào cũng có nha anh em, lâu lâu có một con có thôi, ví dụ như bố già bo rồi các kiểu. Ơ gì vậy, và ai nồi bắt đầu từ ai này là mình thấy bắt đầu chua cay rồi đó, mới vô nó đánh mình không chịu cắt lào, nhưng thật ra nó cũng cùi lắm anh em ơi, chẳng qua là mình không để ý mình bị nó đánh thôi. Đấy láo tết nè, giỡn mặt với ai nêu hả, mấy đứa này thì gần một cái đánh thường là chết rồi chứ đâu cần gì nhiều. Ok mình sẽ xài chiêu siêu xây da tích nổ cho anh em xem. À không được rồi, tụi này nó đông quá, đông quá cho nên mình phải giết hết tụi nó thôi anh em ơi. Đây tích nổ vô tay nè, láo tuyết nè, láo tuyết nè. Rồi tới boss, boss là con nào đây, lục đao Hachi. Ui da, chưa gì bị ăn cái mật bạch tuộc rồi. Đấy anh em thấy không, tụi nó rất là yếu tại vì lực chiến cơ bản mình nó mạnh quá rồi. Ui thành bạch tuộc nướng rồi. Bạch tuộc nướng anh em ơi, tuyệt vời tuyệt vời. Tại vì lực chiến cơ bản của mình nó mạnh quá đó. Cái leo tháp này mình lười đi lắm. Lý do này biết tại sao không? Thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là tại vì máy nó yếu, cho nên đi hai người vô nó lắc lắm, đánh không nổi anh em ơi, đánh không nổi luôn ấy. Thành ra là chỉ có thể đi một mình thôi, đi mấy cái level đầu tiên thì được, chứ là không có thời gian đi, khi nào rảnh rỗi thì mình mới đi thôi. Rồi ok, nhảy lên level 15. Bây giờ thì mình sẽ nâng tiếp cho cái một này coi thử lên được nhiều. Ôi lên được 4 là lên được level 9 nè anh em. Rồi sau đó thì chúng ta bay sang nâng cho cái khác. Cái này mới level 2 thì được thêm 2 cái là 6. Nâng cái nữa đi cho lên 9 luôn. Rồi ok, sắp 4 cái 10 rồi đó anh em. Ủa hết lượt rồi hả? Ủa mình đang hết lượt rồi ta, nhưng mà tưởng còn lượt chứ. Hiện tại là 99 và 26 rồi anh em ơi, chúng ta đi tiếp nha. Nói chung là bây giờ thì chuẩn bị lên 4 cái 10 là lượt chiến nó sẽ tăng nè, rất là ngon. Rồi level 15 nha. Hiện tại vẫn chưa tới cái tầng gọi là huy hiệu ra huy hiệu tím, tại vì tới tầng 26 lận. Cái này mới mười mấy anh em. Đấy. Thì nói chung là chúng ta cứ đi thôi. Nói chung là giờ đi đến để full 20 chắc cũng hơi lâu, cho nên thôi mình sẽ cố gắng đi nhanh nhất có thể luôn nha. Đi nhanh luôn anh em ơi, chứ mất thời gian quá.
mấy con chó nướng đây, mấy con chó nướng nè. Đấy, rất là nhanh luôn. Nói chung là lực chiến mạnh là đi khỏe lắm. Tụi mày định làm gì tao? Tụi mày định làm gì tao? Tụi mày định làm gì tao? Động thế. Wow. Ai này đi, nói chung là mấy con mấy lính nhiều đông đông này đi xài chiêu đó phê lắm nha anh em, giờ chiêu lửa. Nó xoay phát chết tươi luôn, khá là phê. Rồi Blueno. Blueno vãi nó hụt skill kìa. Hụt skill đấy. Hụt skill với chúng tôi hả? Cho thành món trâu nướng luôn. Rồi là xong thêm một tầng nha. Vẫn là hiệu lam thôi, tại vì chưa đi tới tầng hai mấy mà anh em. Rồi cố gắng đi nhanh luôn nha anh em ơi. Clip hiện tại đã 20 phút rồi. Mình rất là lười quay dài đấy, tại vì quay dài cho anh em xem rất là chán. Nói chung anh em nhìn cho cái clip thấy ba mấy bốn mấy phút anh em lười xem lắm. Chỉ cần anh em nào thật sự quan tâm thì anh em mới xem thôi. Cho nên mình rất là lười quay dài, tầm hai mấy hết cỡ. Rồi ok, chúng ta sẽ nâng tiếp nha. Bây giờ mình sẽ nâng cho cái này lên tiếp. Lên được level 7 nè anh em. Nâng cái nữa lên level 11. Rồi, tức là một cái đã level 10. Bây giờ mình sẽ nâng tiếp cho mấy cái kia level 10 luôn. Cái này mới level 6 thì chắc là mình nâng cái này đi ha. Rồi, cái này lên được level 10 tiếp nè. Vậy là được hai cái rồi. Ok, cái này level 9. Ok, đây, khi anh em mà được level 10 thì nó sẽ lóe sáng lên như thế này. Với lại nó có mấy cái chấm chấm ở đây. Đó, thì tương tự với huy hiệu nha. Giờ là, ui, vẫn còn lượt nâng đúng không? Nâng cái nữa đi, ủa hết rồi. Vãi vậy. Thế mà cũng hiện nút vàng. Rồi, ok, đây thêm cái nữa đi. Đây là tầng 19 rồi nha anh em. Tiếp tục nào. Đấy, cái cơ chế, cái nguyên lý của tháp là nó đơn giản là như vậy. Đấy. Tại vì mình thấy nói chung là những anh em mới chơi chắc chắn là không biết. Mình thì mới chơi chắc chắn mình cũng không biết rồi. Cho nên bây giờ mình biết thì mình chia sẻ lại cho những anh em chưa biết thôi. Chứ mình cũng không có ý gọi là làm những cái mà đơn giản đâu. Tại vì có rất là anh em biết rồi thì có nhiều bạn chưa biết. Thành ra mình sẽ chỉ cho những bạn đó. Chứ mình... Ui. Từ từ nha anh em, mình giết bọn này đã rồi mình nói tiếp. Bọn này nó láo tét quá. Láo tét quá. Rồi tới boss. Quay. Cái định mệnh nó làm mất skill của mình rồi, cay thiệt. Đấy. Thì nói chung là mình làm clip trên up lên thì nói chung là cho toàn bộ anh em xem chứ không có dành riêng cho những anh em nào, gọi là dành riêng cho những bạn riêng biệt nào cả. Thành ra mình sẽ quay chung chung chứ không có dành cho ai cả. Nói chung là những anh em nào chưa biết thì những cái clip này sẽ rất là giúp ích cho anh em. Còn những bạn nào đã biết rồi thì vẫn có thể xem clip để ủng hộ cho mình. Còn những bạn nào cảm thấy nội dung nó quá cũ và đã biết rồi thì anh em có thể không xem. Cái này là không ép buộc nha anh em. Đấy. Cảm ơn em rất là nhiều, nói chung là vẫn luôn ủng hộ những cái video của mình. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Bạn nào còn gặp phải vấn đề đăng nhập đăng ký thì nhớ liên hệ mình nha. Bây giờ mình sẽ up tiếp hai cái này lên level 10 nè, là anh em sẽ thấy có điều đặc biệt nha. Ui, level 14 luôn, ngon. Rồi, nhưng em thấy là bây giờ tăng có mấy chục lực thôi, nhưng mà bây giờ mình nâng tổng cộng là 4 cái level 10 nè. Nó sẽ tăng lực chiến rất là khủng khiếp. Đây. Đó. Đây, lên level 10 rồi nè. 300 lực. Đấy, em thấy chưa, từ mấy chục mà tăng thành 300. Rồi những cái cam với những cái level sau tăng nhiều nữa nha. Bây giờ mình sẽ nâng tiếp cho cái này level 10 đi. Nó sẽ lên được level 14. Thật ra là mấy cái này hiệu cùi quá. Đáng ra mình phải mang cái ngon hơn. Nhưng mà kệ đi, tạm thời cứ mang vậy đi. 14 và 14 với lại 11. Rồi ok, đi cái nữa nào. Đi tới 23 rồi nè anh em. Sắp có hiệu tím rồi đó. Sắp tới cái tầng rơi được tím rồi đó. Ok nha. Này chắc chắc phải hai mấy gần 30 phút quá. Ok, thôi không sao. Cố gắng quay để mình up nốt cái 20 luôn cho anh em xem. Đã có tâm rồi là phải có tâm cho tới bến luôn nha anh em, cho nên là mình quay đầy đủ luôn. Ui cha. Hết chưa? Có cái ống ở trên á, anh em nhìn cái ống ở trên nha. À, chỗ này lửa không xoay tới, cay thiệt. Có cái ống ở trên á, thì ống đầy là tới boss nha anh em. Lại Blueno à. Này xoay không tới luôn mới ác đó chứ. Rồi ok. Mình nghĩ là sau quả này thì chắc là phải đi thêm tầng nữa mới full 20 được. Ok. Ui, nó dính nó trọng luôn kìa.
Vãi nồi thật. Thì mình sẽ nhắc lại về một số cái con đặc biệt mà mình đã biết. Ví dụ như là con râu trắng, anh em nâng full 20 thì đánh thường 3 cái, sau đó nhấn giữ đánh thường anh em sẽ được cái chiêu xoay đao vĩnh viễn. Còn nếu mà ai thì lướt vĩnh viễn, chiêu 1 lướt vĩnh viễn. Còn ví dụ như con bo thì sẽ là bắn tim vĩnh viễn, ấn giữ nút thường nha anh em. Đấy, có một số con đặc biệt vậy, còn một số con khác thì có thể nó có mà tại mình không biết. Rồi là được 26 rồi này. Là có từng có tím rồi đó. Bây giờ mình sẽ nâng chỗ này 11 trước đi. Được 5 level là lên 16. Bây giờ nâng cái nữa cho lên 20 luôn nè. Đó, là một cái chạm 20 nha. Mình sẽ nâng tiếp cho cái 14 này có thể lên được nhiều. Ồ 18 hả anh em? Ui hơi toang. Như vậy là sau được 3 lượt thì cái này lên được 18, cái này lên được 18 là chắc phải đi 2 lượt nữa hả? Ồ hoặc là quét cho nhanh cũng được anh em ơi. Quét thì nó cũng sẽ có được một cái được 3 lượt nâng. Để tiết kiệm thời gian thì chắc bây giờ mình sẽ quét, mình sẽ hy sinh 60 trái để mình quét một lượt. Đấy. Quét xong thì cũng sẽ được 3 lượt nâng đấy. Để tiết kiệm thời gian nha anh em, chứ mình đi thì nó hơi mất thời gian, clip cũng dài quá rồi. Cái này mình lên được 18 nè. Nâng thêm phát bên đây nữa là cũng lên được 18. Rồi, vậy là phải quét thêm lần nữa rồi. Ok, tổng cộng hy sinh 120 trái. Hơi thảm thương đấy anh em ơi, nhưng mà thôi kệ, chơi luôn. Rồi, để mình quét thêm cái nữa nha. Vẫn sẽ quét 25 thôi, tại vì 26 chưa đi. Rồi, hy sinh luôn. 120 trái thì nó cũng nhiều đấy, nhưng mà hy sinh cho anh em thì mình rất là sẵn sàng, không vấn đề gì cả. Rồi, 21. Ui, tăng 200 lực rồi nè anh em, ghê chưa? Bây giờ mình nâng cái này nữa là full 20 nè. Rồi, cho anh em xem lực chiến tăng nè. 400 lực hả? Ít vậy? Tính ra ít đấy. 20, 20 vậy là full rồi đúng không? Full vậy là đã đi được gọi là full huy hiệu rồi. Bây giờ mình sẽ ra chế độ này mình đánh thường cho anh em xem. Cho anh em xem con ai nó lướt vĩnh viễn là như thế nào. Rất là đỉnh luôn. Nói chung là kiểu con này thì nó cơ động hơn con râu trắng anh em. Râu trắng thì nó chỉ đứng im nó quay thôi. Và những cái con xung quanh nó đánh trúng mình thì mình sẽ, vẫn sẽ bị mất cái hiệu ứng đó. Còn con ai này là lướt, tức là lướt qua lướt lại, thích lướt đâu lướt, rất là đã luôn. Rồi ok, vô thôi. Đây, lướt vĩnh viễn cho anh em xem nè. Bên này thì nói chung vẫn như cũ thôi, vẫn sẽ là tích nổ vô tay. Đó, còn bây giờ là lướt vĩnh viễn nè. Ui trời đấy, anh em thấy chưa? Bình thường anh em có lướt được vậy không? Anh em có lướt hoài được vậy không? Chắc chắn là không đúng không? Nhưng mình là khác. Mình có thể lướt hoài, lướt mãi. Chơi phê. Úi giờ chạy đâu, chạy đâu? Mày chạy đi đâu? Mày chạy đâu? Chạy đi đâu con sâu? Thấy chưa? Mình lướt đi luôn nè. Thế này thì làm sao mà không phê cho được? Úi trời ơi. Đấy, anh em thấy không? Lướt đến khi nào đến cuối tận cùng chân trời luôn. Đủ lúc mà không có người lướt đã ghê anh em ơi. Úi rồi phê. Cái gì boss hả? Ôi da mất hiệu ứng rồi, cay thiệt. Ô sorry, nhầm, từ từ để tôi đi chỗ khác đó. Lợn này đấy, mày làm gì tao, lâu lâu mình cưới nó một cái đó, sai skill thì mình né chỗ khác. Đấy đấy đấy, làm gì được. Ui cái đinh mệt ghê vậy. Ghê vậy ông nội, ghê vậy ông nội, ghê vậy ông nội, mày phá giáp chưa? Ui anh em thấy tác hại của việc nhây chưa? Đấy thì nói chung là canh sao cho chuẩn là được. Mày hổn hổn, tôi cứ quanh vòng tròn cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết. Luffy nhân vật chính hả? Nika Nikanomi hả? Mày thích Nika Nika của chúng tôi không? Lao tét hả? Ui, cái gì? Cái đinh mệt phê vãi. Anh em tua tới đoạn đó đi. Anh em tua lại đoạn thằng ai hành hạ Luffy đi. Ồ. Mà khoan, đây là hai thằng anh em kết nghĩa với nhau mà sao mình có thể hành hạ Luffy vậy nha. Như vậy là không tốt nha anh em. Chơi vậy là không được rồi. Ừ. Cái clip đã gần 30 phút luôn rồi. Thôi kệ chiến luôn nha anh em. Nói chung là không có thời gian để nói về cái chi tiết về những cái huy hiệu rồi. Cho nên chắc là hẹn anh em vào clip nào đó mình sẽ nói đi, chứ giờ không còn thời gian nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chiến thêm một ải nữa, mình vô mình lướt vĩnh viễn tiếp cho anh em xem. Phê quá anh em ơi, đúng thiệt là cái lướt vĩnh viễn này nó phê quá, quá phê cho một cuộc tình. Và những cái con tướng đặc biệt thì nó mới có cái cơ chế này thôi, chứ những con tướng ghẻ khác thì chắc không có đâu. Rồi hồi nãy cái lần cuối cùng cứ Luffy mắc cười quá, mình không thể nào nhịn cười được cái pha đó. Anh em có thể tua lại pha đó để xem mình nha. Mày tụi mày tuổi tơ mà. Úi trời ơi, đi đâu con sâu. Tụi nó gọi là không kịp làm gì mình luôn á anh em ơi.
trừ mấy con kiểu có cái giáp nhiều thì may ra có cơ hội. Úi giời ơi phê. Anh lướt đi. Úi vãi nồi. Đứa nào dám ngăn cản mình vậy? Láo tét. Láo tét thật. Láo tét. Úi vãi nồi. Lướt vô đông của nó lắc vãi nồi luôn. Úi giời ơi lắc à. Úi phê phê. Lắc nhưng vẫn phê nha anh em. Lướt nhưng vẫn phê. Ô chạy 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 chạy. Coi chừng nó đánh bây giờ. À. Ôi trời ơi, mấy con tướng này tấu hài vãi. Sướng sướng sướng. Sướng 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 sướng. Không cần xài chiêu gì cho nhiều anh em. Cứ lướt đi là nó chết thôi. Anh em đam nhiều là đảm bảo lướt rất là nhanh luôn. Ôi trời ơi. Bắt đầu ra đây. Ủa vậy xong luôn rồi. Mãi nồi. Tép riêu. Ui, cái này đỉnh luôn á anh em. Nói chung là cứ còn một con nào cuối cùng thì nó sẽ cứa tới chết như vậy. Thậm chí là chết rồi nó vẫn cứa. Khá là hài với cái chiêu đó. Rồi ok, ở đây đây clip cũng khá dài cho nên thế mình chắc mình sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn em đã theo dõi clip mình nha. Đó là về cái cơ chế nguyên lý, tất cả về huy hiệu. Nói chung là còn nhiều thứ chưa nói lắm nhưng mà tại vì thời gian có hạn nên thôi chắc mình phải kết thúc thôi. Cảm ơn em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe để kênh đầy đủ nha. Và bạn nào gặp phải vấn đề gì về game thì cứ liên hệ Facebook mình sẽ trợ giúp anh em nha. Rồi, bye bye anh em. Lên cấp không? Lên cấp 103 luôn nè anh em ơi. Holy shit, ngon thế. Quá đã, quá đã.